Bầy khỉ này đang chạy thục mạng trong rừng rậm, vì đằng sau là một nhóm người cầm súng truy bắt chúng. Trên đường chạy trốn, nhiều thanh niên khỉ số nhỏ vô tình dẫm phải bẫy đã được đặt sẵn. Chỉ còn lại một con khỉ vẫn đang cố gắng để trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi. Nó nhảy bổ nhào lên thân cây, tiếp đó là cú đáp đất đỉnh như siêu nhân. Nó chưa kịp cười thì đã bị ném vào lồng sắt đi đến cơ sở thí nghiệm thuốc. Tại đây, chúng sẽ là chuột bạch để thử nghiệm loại thuốc mới, giúp nhà khoa học phát triển một loại thuốc cho bệnh Alzheimer của con người. Con khỉ mắt xanh này tên Bright, sau khi được tiêm thuốc thần kinh ALZ112, trí thông minh của nó bắt đầu tiến bộ như tốc độ ánh sáng, thử thách tháp toán học bằng phương pháp gần như hoàn hảo đến xuất sắc. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nhà khoa học Will rất phấn khích, chạy đến văn phòng của nhóm trưởng nghiên cứu Jacob, nói rằng thuốc đã thử nghiệm thành công trên một con khỉ, bước tiếp theo là áp dụng cho thí nghiệm trên người. Jacob lập tức triệu tập ban giám đốc mở cuộc họp. Will đã hùng hồn phát biểu tại cuộc họp rằng viện nghiên cứu đã phát triển thành công một loại thuốc đặc biệt, không chỉ làm cho trí óc con người phát triển hơn, mà còn ức chế hiệu quả sự xuất hiện của bệnh Alzheimer. Hàng chục con mắt ngơ ngác như chó lác nhìn nhau, nhưng điều mà họ không biết là Bright trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát điên không thể kiểm soát được vào lúc này. Đến đây là thấy mùi toang rồi, nó lao ra khỏi lồng sắt, làm vỡ kính, đập phá khắp nơi trong phòng thí nghiệm. Lúc này, Will vẫn đang đảm bảo với ban giám đốc rằng, các chú cứ yên tâm tin vào anh, loại thuốc đặc biệt mới được phát triển không có tác dụng phụ. Còn chưa nói xong, Bright đã đập vỡ kính và nhảy lên bàn, ở đây tao mới là bố thiên hạ. Đúng là anh hùng phải có đất dụng võ, chưa kịp dùng thì đã bị bảo vệ cho cụ đi đúng giờ ngọ, đầu óc tâm trí còn đâu mà họp nữa. Cuộc họp cũng kết thúc, ngay cả việc thử nghiệm thuốc cũng bị tạm dừng khẩn cấp. Jacob rất tức giận với hành vi lỗ mãng lần này của Will, trứng mà đòi khôn hơn vịt, may là còn chưa thử nghiệm lên con người chứ không thì toang hẳn. Lập tức ra lệnh giết tất cả những con khỉ trong phòng thí nghiệm. Will chán nản quay xe đi về và phát hiện lý do khiến Bright bỗng phát điên, thì ra nó phát điên không phải vì thuốc mà là vì bảo vệ đứa con của nó. Chắc là nó đã có thai khi chúng ta đưa nó vào đây. Franklin chịu trách nhiệm nuôi Bright, hy vọng Will có thể mang khỉ con về nhà nuôi, nếu không, nó sẽ phải đối mặt với số phận bị án tử ngay sau khi chào đời. Will lấy thùng giấy, âm thầm mang khỉ con về nhà, và đưa nó cho người bố bị mắc bệnh Alzheimer của mình chăm sóc. Con nhìn này, Will, nó bao nhiêu tuổi rồi? 1 hay 2 ngày tuổi, Will để ý thấy đôi mắt của khỉ con cũng có màu xanh lục. Điều này khiến anh chợt nhận ra rằng, có vẻ như nó cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc thử ALZ112 của mẹ mình. Và nó là một con khỉ con có chỉ số IQ vô cực. Will ngay lập tức đặt tên cho nó là Caesar. Caesar đã nhận biết được 24 chữ cái. Khi 2 tuổi, Caesar đã có thể chơi đồ chơi dành cho trẻ trên 8 tuổi. Đến năm 3 tuổi, Caesar dùng cách nhanh nhất để hoàn thành tháp toán học. Dưới ảnh hưởng của thuốc thử ALZ112, trí thông minh của Caesar đang phát triển đáng kinh ngạc. Nhưng cùng lúc này, căn bệnh Alzheimer của bố Will ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông thường mất bình tĩnh, ném đập phá đồ đạc. Hôm đó, Will từ phòng thí nghiệm tan làm về nhà, đã lấy trộm vài ống thuốc thử ALZ112. Anh muốn thử tiêm cho bố mình để cải thiện bệnh Alzheimer của ông. Thôi thì được ăn cả ngã thì mất ông bố. Lúc đầu, Will còn lo lắng về tác dụng phụ của thuốc. Nào ngờ sáng ngày hôm sau, anh đã nhìn thấy bố mình đang ngồi đánh đàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Will nhanh chóng thực hiện các cuộc kiểm khác cho bố mình. Người bố vui mừng ôm chầm lấy Will và nói, Caesar, Caesar đâu? Bố muốn gặp nó. Caesar nhìn thấy đứa trẻ hàng xóm đi xe đạp qua cửa sổ. Khi Will không để ý, nó đã lén lẻn ra khỏi căn gác, men theo hàng rào gai đến tận nhà kho của người hàng xóm. Không ngờ lại bị bé gái nhà hàng xóm phát hiện. Bố của cô bé lập tức cầm cây gậy bóng chày, cút khỏi đây mau, này, này, đủ rồi. May mà Will đã đến kịp thời và đưa Caesar đi, nhưng trên mình nó đã bị thương. Will đưa con khỉ đến bệnh viện thú cưng để khám bệnh. Nào ngờ con khỉ lại trở thành bà mối xe duyên cho Will. Được rồi, giờ nó đang nói gì vậy? Nó nghĩ là tôi và cô nên đi ăn tối cùng nhau. Sau đó, Will và Caroline cũng đã yêu nhau. Một hôm hai người đưa Caesar đến khu rừng cây gỗ đỏ, nhìn cây cối tươi tốt trước mặt. Caesar rất vui mừng, đưa tay ra xin Will cho phép nó chơi trong rừng. Được sự cho phép, Caesar leo trèo, chạy nhảy giữa các cành cây thích thú. Nó cảm nhận được như nó đang trở về chính ngôi nhà của mình. Trong nháy mắt đã 5 năm trôi qua, Caesar đã trở thành một thanh niên khỉ cường tráng dũng mãnh, nhưng nó đã không còn vui vẻ như trước kia nữa. Người trưởng thành thì khỉ cũng thế thôi. Hôm đó, Will buộc Caesar bằng dây xích trên đường về nhà. Nó bất ngờ nhìn thấy một con chó cũng bị buộc dây ở cổ. Caesar buồn bã, thì ra mình cũng chẳng khác con chó kia là mấy. Will không nỡ nhìn thấy Caesar buồn, nên đã đưa nó đến trước cửa trung tâm thí nghiệm và nói rằng đây chính là nơi nó được sinh ra. Thật tiếc khi mẹ của nó không còn ở đó nữa. Nói xong, anh đã đưa Caesar trở về nhà. Các triệu chứng bệnh Alzheimer của bố anh lại bắt đầu có tín hiệu quay trở lại. Ông thực sự đã cầm nĩa để cắt trứng ốp lạc. Hôm đó, bố Will nhìn thấy chiếc xe mới mua của hàng xóm và rất thích, nên đã tự mình lẻn vào trong khi không có ai.
người hàng xóm sau khi nhìn thấy đã rất tức giận, lao ra khỏi cửa, dùng tay chỉ trỏ vào ông và mắng chửi dữ dội. Điều đó khiến Caesar cho rằng thằng cha hàng xóm này đang khiêu khích để uýnh nhau. Không, ôi không, không, Caesar, dừng lại, bố. Ngay sau đó, Caesar đã bị đưa đến trung tâm động vật vì đã tấn công con người. London đã dẫn Will đưa Caesar vào một khu rừng mô phỏng. Lúc đầu, Caesar có vẻ rất thích thú với những thứ trước mắt, cho đến khi nó phát hiện Will sẽ bỏ rơi nó và rời đi một mình. Giờ không thể về nhà được. Không sao đâu, Caesar đang gào khóc trong tuyệt vọng trước cửa sổ kính. Đột nhiên một giọng nói vang lên rằng có thể đưa Caesar ra khỏi đây. Nó đi theo giọng nói đến tận một nhà tù sát, nhưng nhân viên nuôi dưỡng đó chỉ lạnh lùng nói một câu, con khỉ ngu ngốc. Sau đó khóa cổng sắt rồi rời đi. Caesar nhìn bên cạnh, tất cả đều là đồng loại đang nhe nanh múa vuốt như đang muốn nuốt chửng nó. Nó tỏ vẻ cáu kỉnh và bất an. Thực chất trung tâm động vật này là cái tên gọi cho sang mồm. Dot là người chăm nuôi ở đây và hắn rất ghét động vật, thường cho chúng ăn một số thức ăn hết hạn sử dụng, thậm chí còn bắt nạt Caesar bằng súng cao áp. Caesar buồn bã, nó bắt đầu nhớ Will và ngôi nhà mà nó lớn lên. Đó mới là nơi hạnh phúc thật sự của nó. Nó lặng thầm đến bên bức tường, vẽ lên khung của sổ nhà Will rồi dựa vào. Caesar không muốn ở lại nơi này, nó muốn về nhà với Will. Hôm đó, tất cả loài khỉ đều được đưa đến khu vực công cộng để vui chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Caesar tiếp xúc với đàn khỉ khác. Nó muốn chủ động thể hiện ý tốt và gia nhập vào đại gia đình này, nhưng lại bị thủ lĩnh khỉ ở đây từ chối, còn bị xé toạc quần áo. Sau đó, nó gọi đồng bọn nhảy vào đấm đá Caesar. Dot thấy vậy, lập tức bắn Caesar bằng súng gây mê. Bên này, viện nghiên cứu của Jacob đã đưa về một lô khỉ mới. Họ sẽ lại tiếp tục phát triển thuốc thử thần kinh. Con khỉ nằm trên bàn mổ là đối tượng sống của thí nghiệm. Nó được tiêm loại thuốc thử mới ALZ-113. Nhưng trong quá trình đó, con khỉ đột nhiên phát điên do khí ga bị rò rỉ. Lúc này Franklin vô tình bị tuột mặt nạ, lập tức căn bệnh truyền nhiễm chết người đã lan trong cơ thể anh. Khi đo tầm nhìn của con khỉ, Franklin lại hắt hơi, máu lập tức phun ra. Anh vội vàng đi khám để xem mình đã bị làm sao, nhưng rất tiếc là bác sĩ không có ở nhà. Vài ngày sau, Franklin chết tại nhà riêng vì bị nhiễm chất độc do thuốc thử ALZ-113. Bên này, cuối cùng Will đã đến trung tâm động vật để thăm Caesar. Nhìn thấy Caesar thương tích đầy người, anh muốn đưa nó rời khỏi đây, nhưng anh không được làm vậy khi không có lệnh của tòa án, nên chỉ có thể buồn bã rời khỏi. Nhìn thấy bóng dáng Will rời đi, Caesar kêu lên trong tuyệt vọng. Nó lao trở về lồng sắt và lao hình vẽ cửa sổ trên tường. Nó quyết định tự mình tìm cách thoát ra ngoài. Buổi tối, Dot đưa bạn bè đến đây để tham quan khỉ, còn dùng gậy điện đe dọa bầy khỉ để ra oai với bạn bè. Một trong số bạn bè của Dot vì cầm chai rượu trêu chọc Caesar đã bị nó túm lấy cổ áo. Sau đó nhân lúc hắn không để ý, nó lấy trộm con dao ngắn trên người hắn. Caesar đã mở thành công cửa lồng sắt bằng con dao này, đồng thời giải cứu con gorilla Buck đang bị giam giữ một mình tại đây. Caesar đã thành công trở thành thủ lĩnh mới ở đây, còn trở thành bạn với Morris cũng biết ngôn ngữ ký hiệu. Will đã dùng một số tiền lớn để có thể chuộc Caesar ra ngoài. Anh vui mừng chạy đến trung tâm để đón Caesar, nhưng ngay lúc này nó đã không còn hy vọng gì. Nó không tin vào con người nữa. Anh bất ngờ trước thái độ của Caesar, nó không muốn đi về cùng anh, vì nó và những con khỉ khác đang chuẩn bị một trận chiến lớn đổ bộ toàn thành phố này. Will cố thuyết phục nó để về cùng mình, nhưng Caesar đã đóng cửa, quay lưng lại với anh. Khi Will buồn bã rời đi, sự tiếc nuối đã hiện rõ trên mặt Caesar. Thoát ra khỏi lồng sắt ra ngoài, nó mở tung cửa kính rồi biến mất trong màn đêm. Sau đó một mạch đến thẳng nhà Will, lấy trộm thuốc thử ALZ-112 trong tủ lạnh, rồi quay trở lại trung tâm động vật. Nó mở toàn bộ các lọ thuốc thử và cho tất cả con khỉ hít khí của thuốc thử ALZ-112. Ngay sau đó, mắt của tất cả con khỉ ở trung tâm động vật chuyển sang màu xanh lục, chúng bắt đầu lên kế hoạch tạo phản. Buổi tối, Dot lại lần nữa dùng dùi cui điện đe dọa Caesar nhanh chóng quay về lồng sắt, nhưng lần này, Caesar đã không còn nhân nhượng nữa. Bỏ tay thối ra khỏi người tao, con khỉ dơ bẩn. Không. Caesar vung dùi cui đánh Dot bất tỉnh, sau đó kéo hắn vào trong nhà tù sắt. Nó thả toàn bộ số khỉ đang bị giam cầm ra, sẵn sàng dẫn dắt bọn chúng cùng nhau vượt ngục. Dot tỉnh lại, vẫn muốn cầm dùi cui điện và tiến lên. Ngay sau đó, tất cả con khỉ đều đổ ra khỏi cánh cổng sắt của trung tâm động vật. Dưới sự chỉ huy của Caesar, chúng lên đường đến rừng gỗ đỏ, vì Caesar nhớ rằng đó từng là nơi nó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trước đó, nó quyết định đến viện thí nghiệm của Jacob trước để trả thù cho mẹ mình. Vì vậy, nó đã dẫn một đội khỉ nhanh chóng chiếm đóng viện nghiên cứu. Nhìn thấy Jacob bước vào, các con khỉ từ mọi hướng nhảy xuống, sẵn sàng trả thù ông. Jacob nhanh chóng gọi trực thăng quân đội đến giải cứu. Bên kia, những con khỉ trong công viên cũng được cứu ra ngoài. Đội quân khỉ lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng có hẳn tổ chức và kỷ luật, cầm vũ khí chiến đấu chống lại sự bắt giữ của con người.
nhanh chóng khống chế được thời cục, một mũi giáo cắm thẳng vào xe cảnh sát và giải cứu đồng loại bị giam giữ. Trong một thời gian, toàn bộ thành phố nằm dưới sự thống trị của bầy khỉ, chúng leo lên nóc xe và phóng xe đi thẳng đến rừng cây gỗ đỏ. Cùng lúc đó, Will lại đến trung tâm động vật để thăm Caesar, nhưng phát hiện ra rằng bầy khỉ ở đây đã biến mất. Nhân viên chăn nuôi bị thương nói với Will, con tinh tinh của anh, nó cầm đầu bọn tạo phản rồi. Will vội vã lái xe khắp nơi tìm Caesar. Quả nhiên, anh đã tìm thấy Caesar trên một cây cầu treo. Lúc này, cả đội quân khỉ đã chiếm toàn bộ cây cầu. Nếu muốn đến rừng cây gỗ đó thì đây là nơi mà bầy khỉ phải đi qua. Caesar đã dẫn bầy khỉ cùng đi hết con đường phía trước, nhưng chúng đã bị bao vây bởi những người lính của quân đội. Đợi đã, Caesar lập tức ra lệnh bầy khỉ tiến về phía trước theo ba hướng. Một đội trèo lên khung sắt và đi qua cây cầu, đội khác nắm lấy các thanh xà để đi qua gầm cầu. Số khỉ còn lại đã cùng nó đối đầu với sự bao vây và đàn áp của con người. Một nhóm binh lính có vũ trang cưỡi ngựa lao tới, họ đối mặt với bầy khỉ bằng nhiều loại gậy khác nhau. Một người lính vô tình bị bắc hất văng khỏi ngựa. Nhưng lúc này, những người lính trên trực thăng đã bắn chết một con khỉ, lính trên mặt đất cũng nhắm súng vào đội quân khỉ. Caesar lập tức ra lệnh bầy khỉ lật ngã một chiếc xe buýt, chặn những viên đạn bắn ra từ phía trước, mở khóa an toàn. Ngừng bắn, ngừng bắn. Sau đó một người phi ngựa về phía khu vực đóng quân của binh lính và nhảy qua, đội quân khỉ cũng từ mọi hướng bắt đầu chống trả kịch liệt. Jacob ở trên trực thăng ra lệnh bắn thủ lĩnh Caesar, nhưng Caesar không hề sợ hãi. Lúc này, Buck đã đứng dậy, nhảy nhào tới chiến đấu với phi công. Chiếc trực thăng mất cân bằng liên tục lộn nhào trên không và cuối cùng rơi xuống cầu. Lúc này, Buck đã chết. Jacob vẫn đang nằm trong trực thăng cầu cứu Caesar, nhưng lúc này, con khỉ Cobra từng bị ông dùng làm vật thí nghiệm thuốc thử đã xuất hiện. Đồ khỉ ngu ngốc. Với thân thủ nhanh nhẹn, Caesar cũng đã dẫn đầu đội quân khỉ đến rừng cây gỗ đỏ. Lúc này, Will cuối cùng cũng lái xe chạy đến đây. Anh muốn thuyết phục Caesar đi theo mình về nhà. Nếu mày về nhà, tao sẽ bảo vệ mày. Caesar đang ở nhà rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Caesar kháu khỉnh ngày nào giờ đây đã là một ông bố. Con trai của Caesar đang cầm ngọn giáo định luộc chín con nai bị thương trước mặt nó. Nhưng ngay sau đó, một con gấu nâu bất ngờ xuất hiện từ bụi rậm. May mà Caesar đã xuất hiện kịp thời, thu hút sự chú ý của con gấu. Thấy nuốt không trôi nổi con gấu to tổ bố này, nó ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu gọi đồng bọn của mình đến giúp đỡ. Sau khi nghe thấy tiếng gầm của Caesar, đội quân khỉ nhanh chóng chạy đến. Cobra dẫn đầu đã nhảy xuống từ tảng đá với ngọn giáo trong tay, cắm thẳng vào đầu con gấu và cứu được hai cha con Caesar. Sự thành công của thuốc thần kinh ALZ-112 từ lũ khỉ khiến IQ của chúng tăng đột biến x3000 bình thường, đã trở thành bước đẩy để các nhà nghiên cứu phát minh thêm loại thuốc thần kinh hoãn lại sự lão hóa ALZ-113, lúc nào cũng như Ngọc Trinh 18 tuổi. Lần này không còn khỉ để thí nghiệm, họ trực tiếp sử dụng trên con người, và đương nhiên, các bệnh lý nghiêm trọng đã xảy ra. Một nhà khoa học không may bị nhiễm bệnh đã chết thảm thương ngay tại nhà. Căn bệnh nhanh chóng lan tỏa cả thế giới làm hơn 100 triệu người chết. Số ít người sống sót được chỉ có thể cố tồn tại trong các trại tập trung đổ nát. Bầy khỉ có trí thông minh được phát triển đã thành lập bộ tộc, lập thành một đế chế riêng của mình và phát triển nền văn minh và trật tự của riêng chúng. Hôm đó, một nhóm nhà khoa học đột nhập vào trong khu rừng, Carver đang đi đầu, bất ngờ chạm trán với hai con khỉ. Để bảo vệ mình, Carver đã bắn bị thương một con. Sau khi nghe thấy tiếng súng, Caesar lập tức dẫn bầy khỉ trong bộ tộc đến bao vây các nhà khoa học. Malcolm lập tức bảo mọi người bỏ súng xuống, anh còn chủ động nói rằng họ không có ý thù địch, nhưng Caesar nghe xong chỉ lạnh lùng đáp lại, đi đi. Lần đầu tiên đối mặt với đội quân khỉ lớn như vậy, nên mọi người rất sợ hãi. Để tìm ra mục đích của họ, Caesar đã yêu cầu Cobra lặng lẽ theo họ trở về, để xem những người được gọi là nhà khoa học này đến từ đâu. Hóa ra con người đã dựng một trại tị nạn tạm thời dưới chân rừng cây gỗ đỏ, nhưng gần đây, nguồn tài nguyên khan hiếm và hệ thống điện bị hỏng, vì thế Manco mới đưa nhóm người lên núi, để sửa chữa trạm thủy điện và lấy lại tài nguyên để sinh tồn. Hành động này đã vô tình phá vỡ ranh giới sống giữa khỉ và con người. Cobra thậm chí còn đề nghị loại bỏ trực tiếp con người. Như vậy, sẽ không có con khỉ nào gặp nguy hiểm hay bị hãm hại. Nhưng Caesar nghe xong đã từ chối yêu cầu của nó, vì không muốn nhìn thấy con người và khỉ chiến đấu một lần nữa. Nhưng hứa với Cobra rằng sẽ thương lượng với con người vào ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, Caesar đến cổng trại tị nạn cùng với một đội quân khỉ, nó cảnh báo loài người không được đột nhập vào rừng, chứ đừng nói là đến việc làm phiền cuộc sống của chúng. Nói xong, chúng bèn cưỡi ngựa quay lưng rời đi, nhưng trại tị nạn đang cạn kiệt nguồn cung cấp sinh hoạt, và một khi mất điện, họ sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, Malcolm lại tìm gặp Caesar để thương lượng, đưa Caesar đến tận trạm thủy điện và nói tầm quan trọng của điện đối với con người. Dưới sự thuyết phục của Malcolm, Caesar đã đồng ý yêu cầu của con người lên núi để sửa chữa trạm thủy điện, nhưng có một điều kiện, đó là phải giao nộp tất cả các vũ khí. Nhưng ngay cả như vậy, quyết định này của Caesar khiến Cobra càng ghét loài người hơn. Nó quyết định lên kế hoạch tạo phản, chống lại những đối tượng đe dọa tới tính mạng của chúng. Nó lên dẫn theo một nhóm khác đột nhập vào trại tị nạn. Nó bắt đầu lên kế hoạch với toàn bộ vũ khí và kho bom ở đây. Bên này, nhóm người Malcolm theo Caesar vào trạm thủy điện, nhưng do đã bị bỏ hoang nhiều năm nên bất ngờ bị đổ sập. Malcolm lập tức bị vùi thân trong đống đổ nát. May mắn đã được Caesar giải cứu thành công. Nhưng lúc này, một con khỉ nhỏ đã vô tình phát hiện ra khẩu súng mà Carver giấu trong vali. Điều này khiến Caesar vô cùng tức giận. Đã nói là không được mang vũ khí vào mà vẫn cố tình à? Đúng là chưa thấy điếu cày chưa đổ lệ. Caesar liền ra lệnh cho Malcolm đưa mọi người ra khỏi rừng ngay lập tức. Nhưng trạm thủy điện vẫn chưa sửa chữa thành công. Vì vậy, Malcolm và Ellie đi tìm Caesar để cầu xin lần nữa. Nhưng không ngờ phát hiện vợ của Caesar đang hấp hối, Ellie chủ động đề nghị giúp nó chữa bệnh. Đổi lại, Caesar cũng đồng ý để mọi người ở thêm một ngày và nói rằng nó sẽ để cấp dưới của mình đi giúp đỡ. Nhưng khi cô ba nhìn thấy cảnh này, nó không thể chịu đựng được nữa. Caesar yêu con người hơn khỉ, nó bắt đầu thao túng tâm lý lũ khỉ ở đó quay lưng với Caesar. Nó trực tiếp lao vào đánh cô ba ngã xuống đất bằng một cú đấm. Nhưng cuối cùng Caesar đã tha thứ cho cô ba. Cô ba chán nản định mượn rượu giải sầu, nhưng lại bị hai thanh niên này chế nhạo và cười đều. Đây chính là sự sỉ nhục đối với nó. Nó nhặt khẩu súng thẳng tay tiễn hai tên lính canh đi chân lạnh toát, lặng lẽ đến chiếc xe tải và giết chết Carver đang hút thuốc. Ở đây, với sự giúp đỡ của Caesar, Malcolm đã sửa chữa thành công trạm thủy điện và Ellie cũng đã chữa khỏi bệnh cho vợ của Caesar. Mọi người tập trung lại một chỗ định ăn mừng với nhau, thì Cobra đã nổ súng giết chết Caesar từ phía xa. Cả bộ tộc bỗng chốc nhốn nháo. Lúc này, Cobra chạy ra ngoài, nhặt khẩu súng và hét lên: con người đã giết Caesar. Lại một pha gấp lửa bỏ tay người cực ảo ma đến từ vị trí của thanh niên Cobra. Tất nhiên lũ khỉ sẽ tin lời đồng loại của nó hơn là con người. Thủ lĩnh bất ngờ bị giết trước mặt như vậy, khiến mọi sự căm hận của chúng dồn về nhóm người Malcolm. Thế cục bắt đầu thay đổi. Tầm này chạy thôi chứ còn làm được gì nữa. May mắn là họ đã trốn thoát nhờ một chú khỉ khác. Nó tin vào Caesar, tin vào con người không giết Caesar. Cobra cầm đầu lũ khỉ nhanh chóng đổ bộ vào kho vũ khí. Chúng quét sạch kho vũ khí, sau đó cầm súng và cưỡi ngựa, sẵn sàng cuộc đại chiến với con người. Chúng hung hãn bắn liên tiếp về phía trại tị nạn. Rayfus thấy vậy liền dùng pháo phản lực để chống trả. Phần lớn đội quân khỉ đã tổn thất gần một nửa. Cô ba nhân cơ hội đã nhảy nhào lên một chiếc xe tăng, dọc đường yểm hộ cho đội quân khỉ chiếm đóng trại tị nạn của con người. Một người đàn ông vẫn đang chống cự ở cầu thang. Cô ba trực tiếp đánh ngã ông từ phía sau và ra lệnh cho một con khỉ tên As ra tay giết chết ông ta. Nhưng As đã từ chối, nói rằng nếu Caesar ở đây, chắc chắn cũng sẽ không muốn chúng làm như vậy. Nó tóm lấy cổ As, lôi thẳng lên tầng 2, sau đó ném xuống để giết chết As. Cô ba cảnh cáo các con khỉ khác rằng Caesar đã chết. Bây giờ, nó mới chính là thủ lĩnh mới của bộ tộc. Bên kia, Malcolm và Ellie đã tìm thấy Caesar ngã xuống bị thương trong rừng rậm. May mắn Caesar không chết. Họ định đưa nó đi điều trị, nhưng trại tị nạn con người đã thất thủ. Họ chỉ có thể dưới sự chỉ dẫn của Caesar đến ngôi nhà cũ nơi nó đã lớn lên. Để cứu Caesar và dập tắt cuộc chiến giữa khỉ và con người, Malcolm quyết định một mình trở lại trại tị nạn để tìm thuốc và thuốc tiêm cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Tại đây anh gặp Blue Eye, con trai của Caesar đang cầm một khẩu súng, nhưng Blue Eye lại không nổ súng. Sau khi Cobra giết chết As, nó không tin vào Cobra nữa nên nó đã rời đi ngay sau đó. Malcolm dẫn nó đi gặp Caesar. Caesar nói cho nó biết rằng chính Cobra đã bắn chết mình. Dưới sự chăm sóc tận tình của Ellie, Caesar dần hồi phục. Nó biết đã đến lúc phát động phản công chống lại Cobra. Caesar dẫn đầu một đội khỉ từng bước leo lên khung sắt. Ngay tại đây, nó một lần nữa đối mặt với Cobra. Nó bất chấp sự thuyết phục của Caesar, nhất quyết lãnh đạo bộ tàu khỉ tiêu diệt toàn bộ loài người. Tại đây chúng đối mặt nhìn nhau, xảy ra mâu thuẫn rồi lập tức lao vào quyết tâm luộc chín nhau.
Bên kia, Malcolm đã gặp Dreyfus trong trại tị nạn. Dreyfus đang dẫn quân cho nổ cả tòa nhà mà Caesar và những con khỉ khác vẫn đang ở trên đó. Malcolm rút súng đề nghị Dreyfus hủy bỏ kế hoạch nổ mìn, nhưng binh lính vũ trang sẽ đến đây bắn chết bầy khỉ đang phát điên này. Cùng lúc này, Caesar và Cobra vẫn đang chiến đấu ác liệt. Cobra nhặt thanh sắt dưới đất tiếp tục tấn công Caesar. Ban đầu Caesar chỉ cầm tấm thép để phòng thủ, thấy Cobra đã hoàn toàn nổi điên nên đã chủ động tấn công đánh nó liên tục lùi lại. Cobra nổi giận đập mạnh khung sắt bên cạnh xuống đất, đã phá tan bệ cao dưới chân. May mà cả Caesar và Cobra đã kịp thời bắt được sợi dây, nhưng lúc này, một tiếng động lớn truyền đến. Dreyfus đã nắm lấy dây dẫn của quả bom và cho nổ bom tại đây. Vụ nổ dữ dội đã gây ra thương vong nặng nề cho bầy khỉ, nhiều con khỉ bị đè bẹp dưới các thanh thép. Ngay khi Caesar đang giúp giải cứu những con khỉ bị thương, Cobra điên cuồng tàn sát cả đồng loại của mình. Điều này đã khiến cho Caesar không nhịn được nữa mà trực tiếp cho nó một chưởng. Cobra thất thế muốn cầu xin Caesar thương xót, nhưng nhìn lại đồng bọn của mình bị Cobra giết chết, nó đã buông tay Cobra. Caesar trở về thành thủ lĩnh của loài khỉ. Malcolm nói với Caesar dẫn bộ tộc khỉ đi đến nơi khác càng sớm càng tốt, vì nơi này sẽ sớm bị bao vây bởi các binh lính vũ trang. Nhưng Caesar quân tử nói rằng cuộc chiến lần này là do tộc khỉ khởi xướng, vì vậy nó sẽ cùng đồng bọn chiến đấu tới cùng chứ sẽ không chạy trốn. Tuy Cobra đã chết, nhưng có một con khỉ tên là Red trong bộ tộc khỉ, vẫn trung thành với nó và không phục Caesar. Nó ngấm ngầm thông đồng cấu kết với đội binh lính vũ trang, hòng tóm gọn nhai sống Caesar như nhai kẹo kéo. Ngay sau đó, binh lính vũ trang nhanh chóng tấn công bộ tộc loài khỉ. Lũ khỉ bị thương vong nặng nề, một con lính khỉ nhanh chóng cưỡi ngựa trở về báo tin gọi quân cứu viện. Chúng ném những quả bom khói làm cho binh lính loài người mất đi tầm nhìn. Chúng bắn hàng vạn mũi tên về phía thung lũng. Đội xung kích loài người chết thảy cả đội, chỉ còn lại vài người bị lũ khỉ tóm gọn lôi về căn cứ. Đối mặt với câu hỏi của Caesar, binh lính loài người phát run vì sợ hãi, nhưng Red, một con đại tinh tinh, lại rất bình tĩnh. Trong loài người có một đại tá giống như vị thần. Đại tá sẽ giết Caesar trước, sau đó sẽ tiêu diệt toàn bộ bộ tộc khỉ, khiến Caesar tức giận, nhưng nó cũng không muốn giết những người khác, nên đã ra lệnh cho lính khỉ đưa họ xuống núi và sẽ giam giữ lại Red. Nhưng lúc này, Winter mình đầy máu chạy tới, nó nói với Caesar rằng Red đã tấn công nó và trốn thoát. Bên này, Blue Eye cuối cùng đã kịp trở về nói với bố rằng đã tìm thấy vùng đất mới cho cả bộ tộc khỉ, chúng sẽ không phải lo sợ dưới sự đe dọa của con người nữa. Blue Eye nói với Caesar sau khi băng qua sa mạc là đến nơi hoàn toàn cách xa con người và chúng sẽ được an toàn. Winter sau khi nghe xong rất kích động, cả bộ tộc khỉ như thấy được thêm hy vọng cho chúng. Thế nhưng Caesar đắn đo vì bộ tộc loài khỉ cũng rất đông, nên sẽ dẫn tất cả đi sau khi tìm được cách hợp lý, để không một con khỉ nào phải chết nữa. Đến tối, Caesar phát hiện ra binh lính vũ trang đang chuẩn bị úp sọt cả bộ tộc, nên nó nhanh chóng gọi Blue Eye phải bảo vệ an toàn cho mẹ và em trai, và lập tức quay người rời đi. Caesar tập hợp một đội quân khỉ sẵn sàng cuộc chiến này với loài người, nhưng không may Blue Eye bị một binh lính nổ súng bắn chết. Caesar biết con trai đã giết hại nó lao thẳng trở về, không ngờ vợ nó cũng bị giết chết sau đó. Hung thủ chính là tên đại tá tàn bạo mà Red đã nói trước đó. Sau một cái nhìn thoáng qua giữa cả hai, đại tá điên cuồng bắn vào Caesar. Đối mặt với oán hận nặng nề, cái chết của vợ và con trai đã khiến nó không giữ được bình tĩnh nữa. Nó lao vào định hạ gục tên đại tá, nhưng lại bị hắn cắt dây lao thẳng xuống nước. Caesar chật vật leo lên và trở về đại bản doanh. Rocket nói Caesar, Red đã phản bội loài khỉ, chính nó đã dẫn đường cho binh lính tấn công vào đây. Nhưng hy vọng Caesar lúc này chỉ hướng về đứa con trai nhỏ Cornelius. Đột nhiên, nó phát hiện Cornelius đang đứng ở nơi phía xa. Hai cha con ôm chầm lấy nhau òa khóc, thác nước này đã không còn là nơi an toàn. Caesar không chần chừ nữa, nó nhanh chóng dẫn bộ tộc đến vùng đất mới. Sau khi lo liệu cho con trai và bộ tộc loài khỉ đến nơi ở mới, Caesar quyết định ở lại chiến đấu với tên đại tá hung ác trả thù cho con trai và vợ, sau đó cưỡi ngựa xuất phát đến phía sâu rừng rậm. Thế nhưng Caesar chưa đi được bao xa, nhóm Rocket chạy đến nguyện chiến đấu cùng Caesar. Chúng nó nhanh chóng phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ có khói. Caesar nghĩ rằng đây là nơi trú ngụ của bọn lính nên định lao vào tấn công, nhưng lại xuất hiện một người đàn ông. Nhìn thấy lũ khỉ trước mắt, ông sợ hãi làm rơi bõ củi trên tay mình, định rút súng phòng thân thì Caesar nổ súng bắn chết ông ta ngay tại chỗ. Đứa con gái Nova chạy ra thấy bố mình nằm chết trên mặt đất, không khỏi bàng hoàng và đau thương. Morris thấy cô bé tội nghiệp đã thỉnh cầu Caesar, hy vọng có thể đưa Nova đi cùng. Cô bé cũng không sống tiếp được ở nơi này. Cuối cùng Caesar đã chấp nhận lời thỉnh cầu của nó.
và dẫn theo Nova tiếp tục hướng tới căn cứ của đại tá. Caesar nhanh chóng đến được căn cứ, phát hiện Winter ăn cháo đá bát, đang đứng ngay cạnh tên đại tá. Caesar đột nhập vào căn cứ chất vấn Winter, nó lúc này đã trở thành nô lệ của loài người. Winter lúc này mới nói ra hết sự thật, Conrad nói sẽ tha mạng cho nó nếu nó nói ra nơi ẩn náu của loài khỉ, vô tình lại khiến Caesar tan cửa nát nhà. Và được biết bộ tộc Lawhip khỉ sẽ tiếp tục bị tấn công bởi một đội quân vũ trang khác. Nó định hét lên kêu cứu hộ bên ngoài nhưng đã bị Caesar bịt mồm lại. Quả táo quật Winter lập tức, vì ngạt thở quá nó cũng chết ngay sau đó. Trong khi đó, quân đội của con người bắt đầu lái xe rời khỏi. Nhóm Caesar cũng lập tức cưỡi ngựa đuổi theo đội quân của con người. Bọn chúng trèo đèo lội suối, ở trong một hẻm núi gió to tuyết bay lả tả. Caesar nghe thấy tiếng súng, lập tức đưa đội quân của mình nấp sau một tảng đá. Khi không thấy động tĩnh gì nữa, Caesar cẩn thận bước đến kiểm tra, thì thấy ba thi thể người trên mặt đất, trong đó một tên hình như vẫn còn sống. Caesar cho rằng, đến con người còn giết hại đồng loại của nhau, thì không có lý do gì mà lũ khỉ bọn chúng lại tránh được nanh vuốt của con người. Nó thẳng tay kết thúc cuộc đời tên lính này. Sau đó, Caesar cũng hoàn toàn bị mất dấu bộ binh của loài người. Bọn chúng chỉ có thể leo lên trên tháp cao cố gắng tìm dấu vết. Ở đây chúng gặp đồng loại của mình Bad F, và được biết có một trại tập trung tị nạn ở phương Bắc. Caesar hy vọng Bad F có thể dẫn đường. Chúng nó quyết định sáng ngày hôm sau sẽ xuất phát đến đó. Trải qua một hành trình dài, nhóm Caesar cuối cùng đã đến gần trại tập trung. Trong khi Caesar và Rocket đang điều tra tình hình địch, đã bị bọn binh lính loài người tấn công lén lút. Rocket đã dùng thân mình để bảo vệ cho Caesar. Nova nhìn thấy Rocket đang thoi thóp thở liền bật khóc, nhìn thấy đồng bọn từng người một vì mình mà chết. Caesar vô cùng phẫn nộ và oán hận cùng với Morris và Luca trở về. Caesar lần này hạ quyết tâm một mình phục thù tên đại tá. Sau khi đi qua một thung lũng đầy xác của loài khỉ, nhìn thấy trại tập trung của loài người, ở trong này có rất nhiều đồng bọn loài khỉ bị bắt giam, được canh phòng nghiêm ngặt và sáng rực ánh đèn. Lúc này sau lưng nó có tiếng kêu cứu yếu ớt, có một con khỉ vẫn chưa chết nói với Caesar, bọn chúng đang trên đường chuyển đến một môi trường sống mới, thì gặp phải sự tấn công của tên đại tá. Tất cả bọn chúng đều bị giam ở đây và bị ép phải làm việc, con khỉ bị thương chưa nói hết câu đã bị tắt thở. Caesar bất ngờ bị tên phản bội Red đánh ngất và đem đi giam giữ. Ngày hôm sau, Caesar bị loài người đàn áp phải làm khổ lao. Một người mẹ tinh tinh nói với Caesar rằng, sau khi đồng bọn bộ tộc khỉ bị bắt vào nhà tù sắt, thì không được ăn uống gì, ngày ngày bị tên Red đánh đập. Caesar thực sự không nhịn nổi nhìn thấy đồng loại bị hành hạ tàn bạo. Caesar vì đồng bọn quỳ trước mặt tên đại tá đòi nước và thức ăn để tồn tại, nhưng đại tá độc ác đã phớt lờ, liền rút súng ra chĩa vào đầu Caesar, vì để cầu xin tha mạng cho Caesar. Những con khỉ khác bắt đầu lao vào làm việc, toàn bộ cảnh này đã bị Morris và Luca trốn ở nơi xa nhìn thấy. Bọn chúng thề rằng nhất định sẽ cứu Caesar ra ngoài. Buổi tối, đại tá lần nữa gặp Caesar và nói rằng, hiện tại trong lãnh thổ dịch cúm simian đang tràn lan, rất nhiều người sau khi bị nhiễm bệnh này, đầu tiên sẽ bị mất kỹ năng ngôn ngữ dần thành người câm, sau đó sẽ mất dần ý thức và trở thành dã thú. Vì để bảo vệ sự tồn tại của loài người, đại tá đã giết chết toàn bộ người bị nhiễm bệnh, trong đó còn có cả con trai của hắn ta. Cũng chính vì sự tàn bạo của tên đại tá, có rất nhiều người đã trốn chạy về phương Bắc, sau đó đưa quân vào lật đổ sự cai trị của hắn, chính là quân địch đến ám sát hắn. Cũng chính vì vậy đại tá mới đuổi bắt loài khỉ để xây dựng bức tường cao chống lại kẻ địch bên ngoài. Bên kia, Morris và Luca thành công đào thông đường hầm kết nối với bên trong nhà tù, chỉ chờ màn đêm buông xuống là có thể bắt đầu hành động. Đến đêm, Luca một mình tiến vào trại tập trung, không do dự lao vào đánh nhau với Red. Cuộc chiến khốc liệt đã thu hút sự chú ý bọn người đại tá. Morris và Bad F chớp lấy thời cơ hành động cứu người. Bad F thông qua đường hầm đi đến nhà tù sắt đang giam loài khỉ trưởng thành, nhưng đường hầm bị ngập nước nên không thể giải cứu ra ngoài được. Caesar lập tức hạ lệnh khỉ trưởng thành thông qua đường hầm rời khỏi trước, sau đó nghĩ cách để giải cứu khỉ con bị mắc kẹt. Bên này, một tên lính tuần tra canh gác loài khỉ đột nhiên bị một đống phân ném vào đầu. Hắn vô cùng tức giận mở cửa sắt và chĩa súng lên hỏi là ai làm, liền lại bị ném một cú vào mặt. Tên lính tức đỏ mặt và giơ súng chuẩn bị bắn vào Luca. Lúc này dưới chân xuất hiện một đôi tay trực tiếp kéo hắn vào đường hầm. Morris thuận lợi lấy được chìa khóa và súng trên người hắn. Caesar dùng chìa khóa mở cánh của giam giữ khỉ con. Hai cha con cuối cùng có thể lần nữa ôm lấy nhau. Dưới sự chỉ huy của Caesar, tất cả khỉ con đều thuận lợi thành công thoát ra cùng khỉ trưởng thành, sau đó xuyên qua cái hố đã đào từ lâu trốn thoát khỏi nhà tù này. Caesar nhìn thấy toàn bộ bộ tộc khỉ đã được giải cứu, liền quyết định ở lại đánh một trận sống mái với tên đại tá. Nhưng lúc này ở trên bầu trời trại tập trung,
có rất nhiều máy bay chiến đấu đã đến trực tiếp phóng tên lửa kích nổ nơi đây. Binh lính ở trong trại tập trung vội vàng đặt súng phòng không đánh trả, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của đại tá đâu. Caesar đi đến nơi trú của đại tá liền phát hiện, hắn đã bị nhiễm virus chảy đầy máu và trở thành người câm. Đại tá muốn Caesar bắn chết mình nhưng lúc này nó lại mềm lòng. Nhìn thấy người đàn ông yếu đuối trước mặt, nó từ từ hạ súng xuống để đại tá tự mình kết liễu sinh mạng. Phía ngoài tường thành, bọn binh lính vẫn đang nỗ lực chống lại bom đạn của máy bay chiến đấu. Lúc này bọn chúng phát hiện một đội quân lớn khỉ đã sơ tán. Một tên binh lính đã trực tiếp quay nòng súng, bắt đầu một cuộc vây bắt điên cuồng những con khỉ. Thế nhưng đứng bên cạnh hắn ta là tên phản bội Red. Nhìn thấy đồng loại của mình bị bắn giết, Red lúc này liền sững sờ một lúc. Phía bên kia, Caesar cũng lao ra khỏi làn khói của vụ nổ, ở trong làn mưa lựu đạn chuẩn bị làm nổ tung bức tường bên chiếc xe tăng, đột nhiên bị một tên binh lính dùng cung tên bắn vào người, Caesar ngã xuống đất, nhưng sau đó, tên lính đã bị nổ tung thành từng mảnh, thì ra là Red không thể đứng yên nhìn loài người giết hại đồng bọn, cuối cùng đã tỉnh ngộ và cứu Caesar, nhưng nó lại bị tên binh lính ở phía sau trực tiếp bắn chết. Lúc này Caesar nhân cơ hội ném lựu đạn kích nổ chiếc xe tăng, vụ nổ vô cùng dữ dội trực tiếp phá hủy bức tường thành và nổ tung những tên lính san bằng toàn bộ trại tập trung. Caesar cũng bị vụ nổ chấn động nặng nề bay ra xa. Có sự bảo vệ của đường hầm, Caesar đã may mắn sống sót, nhưng vụ nổ khốc liệt lúc nãy đã gây ra trận lở tuyết nghiêm trọng. Những người lính vốn đang vui mừng ngay giây sau đã bị chôn vùi trong tuyết. Loài khỉ dựa vào lợi thế của chính mình, nhanh chóng trèo lên cây khô trốn thoát được một tai nạn. Cuối cùng của bộ phim, Caesar đưa toàn bộ tộc loài khỉ đến vùng đất mới. Sau khi xác định tất cả đã an toàn, nó mới dần dần nhắm mắt lại và ngã xuống. Caesar chính là thủ lĩnh huyền thoại của bộ tộc loài khỉ, một vị vua của bộ tộc từ khi sinh ra đến khi chết đi. Mặc dù cái kết của bộ phim Caesar mãi mãi không tỉnh dậy, nhưng tinh thần kiên cường không khuất phục của nó sẽ đọng lại và tương truyền mãi mãi trong bộ tộc khỉ. Đây là một bộ phim rất đáng để tìm xem. Nếu thấy video của tôi hay, hãy để lại một like và một subscribe nha. Video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé. Tạm biệt.